Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp nhiều may mắn, tài lộc và bình an. Quý vị thân mến, trong số 12 con giáp, rồng là con vật đại diện cho sức mạnh phi thường, thiêng liêng, được mọi người tôn kính. Những người tuổi rồng vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, địa vị trong xã hội. Trong tháng 9, đường tài lộc của người tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 vượng phát, tiền bạc sùng sình, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ các tinh nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Canh Thìn trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi thứ hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn. Cụ thể vận trình của người tuổi Canh Thìn như thế nào trong tháng 9 âm lịch? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Canh Thìn 2000 vốn thông minh, lanh lợi, bẩm sinh, phản ứng nhanh nhạy, quan sát kinh tế. Bởi vậy, không mấy vất vả khi quản lý kinh tế, tài vụ. Có điều tuy họ biết cách quản lý tiền bạc nhưng không sao chuyên tâm theo đuổi phú quý. Hơn nữa, thông thường, đối với họ, tiền bạc chỉ là phương tiện để đạt được mục đích cao nhất của đời người mà thôi, chứ không phải là thứ quan trọng nhất. Điều họ mong muốn duy nhất là thực hiện được ước mơ của bản thân mình. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của gia chủ Canh Thìn. Mọi mưu sự, toan tính đều dễ thực hiện, mọi việc khó đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần tập trung cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Tháng này, tình hình sức khỏe của người tuổi Thìn sinh năm 2000 không thực sự lý tưởng, chủ yếu là bởi bạn chịu tác động nặng nề của cục diện xung khắc địa chi. Bạn cần phải chú ý đến an toàn của bản thân, đặc biệt là khi di chuyển hoặc khi lao động chân tay, tránh để xảy ra sự cố đáng tiếc. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh cần hạn chế tính cách nóng nảy, không nên đắc tội với mọi người xung quanh. Bạn cũng cần lập những kế hoạch cụ thể cho công việc của mình để có chí hướng phấn đấu, dù gặp khó khăn cũng không bỏ cuộc giữa chừng. Trong chuyện chi tiêu, gia chủ dễ rơi vào cảnh vay nợ vì tiền tiêu bừa bãi cho những mục đích không thực sự cần thiết. Người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư, chớ nên tin theo lời rủ rê của người khác, đổ tiền vào những hạng mục không đáng tin cậy. Xét về thiên can, canh dương kim gặp canh dương kim nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những gia chủ Canh Thìn cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc, khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Công việc gặp nhiều trở ngại trong tháng này, hiệu suất sụt giảm, làm nhiều nhưng hưởng ít, sai sót liên miên, ảnh hưởng tới đường tiến thân. Tử vi tuổi Thìn năm 2022 chỉ rõ, trong tháng này xung khắc địa chi và nhiều hung tinh chiếu mệnh khiến gia chủ khó kiểm soát cảm xúc, dễ bị kích động, làm việc tùy hứng hay để cảm xúc lấn át khiến người xung quanh. Nếu không cẩn thận, bạn còn có thể vấp phải họa tiểu nhân do chính sự nóng nảy của mình gây ra. Nhìn chung, cơ hội phát triển sự nghiệp, mở rộng làm ăn trong tháng này sẽ không có nhiều, nếu có cũng rất nhỏ và không đáng kể. Thậm chí đôi khi bạn còn vì ham chơi, thiếu sự tập trung mà bỏ bê công việc, dễ bị cấp trên nhắc nhở và khiển trách. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạn ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Canh Thìn để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Do cục diện xấu lại có đại hao, chủ hao tán về tiền bạc ảnh hưởng, vận trình tài lộc sụt giảm hơn hẳn so với thời gian trước. Các hạng mục kinh doanh đều không đạt kết quả như mong muốn, thậm chí có thời điểm vốn bỏ ra khá nhiều nhưng lại chẳng thấy đâu, khiến tinh thần suy sụp khá nhanh, tâm lý bất ổn. Trong thời điểm tài chính bấp bênh như vậy, hạn chế nên tham gia đầu tư vào các dự án bất động sản, cũng không nên mua nhà, đất vội vàng, nếu không dễ bị sập bẫy, kẻo bị lừa đảo vì chính sự nóng vội của bản thân, tiền một đi không trở lại.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân thân tí thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Xem tử vi tháng Canh Tuất, người tuổi Canh Thìn sẽ mắc các bệnh về gan, tối mật và những nguy hiểm tiềm ẩn. Tuy nhiên đừng quá lo lắng bởi nếu được thăm khám kịp thời, gặp thầy gặp thuốc thì bệnh sẽ sớm thuyên giảm. Có điều chú ý đi lại cẩn thận, đề phòng bị té ngã hoặc tai nạn xe cộ, nhất là thai phụ. Hết sức lưu ý vấn đề đi lại, kẻo dễ bị động thai, thậm chí là sảy thai. Các gia chủ tuổi Canh Thìn hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Thìn. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Trong tháng gặp sao hạn xấu chiếu mệnh nên đường tình duyên ảm đạm, người độc thân khó có cơ hội phát triển tình cảm cho dù bạn đã cố gắng rất nhiều. Thậm chí đôi khi sự nóng nảy bảo thủ của bạn còn gây phản cảm, tạo ấn tượng xấu với đối tượng bạn thầm mến nên tình cảm càng thêm bế tắc. Người đã có gia đình nhìn chung gia đạo khá là bình ổn, vợ chồng sống bên nhau không thể tránh khỏi đôi lúc có xung đột. Nhưng nếu cả hai đều nhường nhịn nhau, cùng chung tay bảo vệ hạnh phúc gia đình thì chuyện lớn đến đâu cũng hóa thành nhỏ, vấn đề không còn nghiêm trọng nữa. Tháng này bạn cũng xây dựng được những mối quan hệ hài hòa, những người trước nay vẫn thân thiết có thể chính là quý nhân của bạn, giúp bạn vươn tay chạm đến những cơ hội hiếm có vào thời điểm này. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch ngày 1 tháng 9 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 9 năm 2022, tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có năm âm là Thoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, tam hợp Dần và Ngọ thành Hòa cục, xung Thìn, hình Mùi, hại Dậu, phá Mùi, tuổi Thìn. Đối với những người tuổi Canh Thìn trong tháng 9 âm lịch cần tránh các ngày sau. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 9, tức ngày 30 tháng 9 dương lịch, có nạp sáp là Bính Tuất, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 9, tức ngày 12 tháng 10 dương lịch, có nạp sáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 9, tức ngày 24 tháng 10 dương lịch, có nạp sáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi các mệnh chủ tuổi Canh Thìn. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thìn trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 9, tức ngày 29 tháng 9 dương lịch, có nạp sáp là Ất Dậu, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 9, tức ngày 11 tháng 10 dương lịch, có nạp sáp là Đinh Dậu, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 9, tức ngày 23 tháng 10 dương lịch, có nạp sáp là Kỷ Dậu, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi tuổi Canh Thìn sinh năm 2000 trong tháng 9 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 9 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.